Mình đi vào phần định nghĩa nha. Liên kết cộng hóa trị nha. Liên kết cộng hóa trị là liên kết được hình thành. Do sự góp chung một hoặc nhiều cặp. Một hoặc nhiều cặp electron dùng chung giữa hai nguyên tử trong phân tử hoặc tinh thể. Cô đọc lại nè. Liên kết cộng hóa trị là liên kết được hình thành do sự góp chung một hoặc nhiều cặp electron dùng chung giữa hai nguyên tử trong phân tử hoặc tinh thể. Đồng ý chưa? Rồi mình sang phần 2 nhỏ. Đặc điểm của liên kết cộng hóa trị. Đặc điểm của liên kết cộng hóa trị. Nhìn gần bạn. Rồi liên kết cộng hóa trị có tính bảo hòa và có tính định hướng. Liên kết cộng hóa trị có tính bảo hòa và tính định hướng. Đồng ý chưa? Cái thứ ba là cách tạo thành cặp electron dùng chung. Cách tạo thành cặp electron dùng chung. Cách tạo thành cặp electron dùng chung. Các con xem sách giáo khoa trang 55. Thì cặp electron dùng chung giữa hai nguyên tử có thể được tạo thành theo hai kiểu. Cặp electron dùng chung có thể được tạo thành theo hai kiểu. Kiểu thứ nhất nè, là mỗi nguyên tử góp một hay nhiều electron để tạo thành các cặp electron dùng chung. Trang 55 nghe. Mỗi nguyên tử góp một hoặc nhiều electron để tạo thành một hoặc nhiều cặp electron dùng chung. Cách thứ hai đó là gì? Cặp electron dùng chung chỉ do một nguyên tử bỏ ra. Cặp electron dùng chung chỉ do một nguyên tử đóng góp, tức là một nguyên tử bỏ ra. Cô nhắc lại nè, cái cặp electron dùng chung nó có thể là gì? Anh chàng, hai anh chàng liên kết với nhau thì anh đi bỏ ra một A thì anh kia cũng phải bỏ ra một A. Anh đi góp hai A thì anh kia cũng phải góp hai A, đồng ý chưa? Còn cách thứ hai là sao? Giữa hai anh chàng liên kết với nhau thì chỉ có một anh bỏ ra hai A để trong để cả hai cùng dùng chung. Đồng ý chưa nè? Và cái nếu cái cặp electron dùng chung mà chỉ do một nguyên tử đóng góp, người ta còn gọi kiểu liên kết này là liên kết cho nhận. Hay còn gọi là liên kết phối trí. Liên kết phối trí. Những ai nếu gặp ai đó trong dùng chung nó chỉ do một nguyên tử đóng góp thì cái liên kết đó người ta gọi là liên kết cho nhận. Hay còn gọi là liên kết phối trí. Phân loại liên kết cộng hóa trị. Phân loại liên kết cộng hóa trị rồi ghi nghe Nam nghe. Rồi, nếu cặp electron dùng chung. Nếu cặp electron dùng chung không bị lệch về phía nguyên tử nào. Không bị lệch về phía nguyên tử nào. Ta có liên kết cộng hóa trị không cực.
những cái cộng hóa trị không cực, tức là không phân cực nha. Cô nhắc lại, nếu cặp electron dùng chung mà không bị lệch về phía nguyên tử nào thì ta có liên kết cộng hóa trị không cực. Định ngang thứ hai. Nếu cặp không cực hoặc là không phân cực là như nhau. Hiểu chưa? Còn nếu cặp electron dùng chung bị lệch về một nguyên tử, tức là nó nghiêng hạ, nó hơi lệch về phía một nguyên tử nào đó, thì chúng ta có liên kết cộng hóa trị có cực. Nhớ nha, nếu cặp electron dùng chung không bị lệch về phía nguyên tử nào thì đó là liên kết cộng hóa trị không phân cực. Còn nếu cặp electron dùng chung đó mà nó bị lệch về phía một nguyên tử thì đó là liên kết cộng hóa trị có cực. Rồi chúng ta sang phần 5. Dấu hiệu nhận biết liên kết cộng hóa trị. Bữa hôm trước mình học cái liên kết ion, là mình biết là dây liên kết ion được hình thành khi mà nguyên tử kim loại điển hình tác dụng với nguyên tử phi kim điển hình, thì khi đó nguyên tử kim loại nó sẽ mất electron, còn nguyên tử phi kim nó sẽ nhận thêm electron, nguyên tử kim loại sẽ biến thành ion dương, còn nguyên tử phi kim nó sẽ biến thành ion âm, thì hai ion trái dấu đó nó sẽ hút nhau bằng lực hút tĩnh điện và hình thành liên kết y, hiểu không? Còn bây giờ liên kết cộng hóa trị là có sự dùng chung electron. Nhớ nghe, nó có sự dùng chung electron. Do đó liên kết cộng hóa trị sẽ thường gặp ở các nguyên tử phi kim liên kết với nhau. Ghi vô cho cô. Thường gặp ở các nguyên tử phi kim liên kết với nhau. Thường gặp ở những nguyên tử phi kim, tức cụ thể là hai nguyên tử phi kim á liên kết với nhau, đồng ý chưa? Và nhớ nè, hai nguyên tử phi kim liên kết với nhau thì nó có thể là gì? Gặp ở đơn chất hoặc là hợp chất, ví dụ các đơn chất phi kim. Và nhớ các nguyên tử phi kim liên kết với nhau thì có thể là gì? Giống nhau hoặc là khác nhau. Một khi các nguyên tố khác nhau thì nó sẽ có sự sai khác về độ ấm điện. Và nhớ, anh chàng nào mà anh có độ ấm điện lớn hơn thì cặp electron nó sẽ lệch về phía ảnh. Nhớ nghe, mà nguyên tố có độ ấm điện lớn hơn tức là nó sẽ có tính phi kim mạnh hơn. Cặp electron dùng chung nó sẽ bị lệch về phía nguyên tử nào có độ ấm điện lớn hơn. Đồng ý chưa? Bây giờ chúng ta sẽ xét sự hình thành liên kết cộng hóa trị ở các đơn chất phi kim. Rồi chúng ta xét nào. Thứ nhất là Cl2 thì F2 cũng tương tự nè, Br2 cũng tương tự nè, Y2 cũng tương tự nè. Rồi, ở O2 nè, ở N2 nè, ở H2 nè. Ok, chúng ta sẽ xét thành sự hình thành liên kết cộng hóa trị ở các đơn chất phi kim như là Cl2, O2, N2, H2. Rồi, bây giờ cô nói nguyên tắc luôn nha. Bây giờ nói nguyên tắc. Ảnh thiếu mấy E? Thì anh sẽ góp bấy nhiêu A? Thiếu mấy A cho đủ 8? Riêng hydrogen là bền với mấy? Theo quy tắc octet thì hydrogen bền với mấy A? 2A. Còn các nguyên tử phi kim khác thì bền với lớp ngoài cùng là 8A. Vậy thì bây giờ cái lớp ngoài cùng của anh có bao nhiêu? Để đủ 8, anh thiếu mấy? Thì anh sẽ góp mấy? Đồng ý à? Đó là cách mình nhẩm nhanh. Từ
Từ từ, xong chưa? Bây giờ có mấy nào hỏi nè. CL là có mấy em lấy chồng đó mọi con? CL có? Đúng rồi. Mà nó bền theo quy tắc có test là nó phải bền với mấy em? 8 em lấy chồng đó mọi con. Nó thiếu mấy em? Thiếu một. Vậy thì trong phân tử CL2 có 2 nguyên tử CL liên kết với nhau đúng không? Thì mỗi nguyên tử CL nó sẽ góp 1 A của nó lại. Nào, chú ý. Con xem. Trong phân tử CL2, 2 nguyên tử CL liên kết với nhau, mỗi thằng CL là có 7 A lấy chồng hết điện. Đúng không? Bữa trước mà biết đi biểu diễn cái A lấy chồng hết điện được rồi là đó hay sao? CL có 7 lấy chồng hết điện là người ta hay biết theo quy tắc như thế nào? Quy tắc như thế nào? Ảnh thiếu bao nhiêu? Ảnh thiếu 1 thì 1 cái thằng đứng mình, còn cái thằng kia đứng cặp hết. Cô nói chưa? Cô nói rồi. Bây giờ CL, CL là có mấy A? 7 A. Thiếu 1 nữa là đủ 8. Ok chưa? Vậy anh thì sẽ bỏ ra 1 A lấy chồng. Đồng ý chưa? Anh còn lại mấy? 6. 6 cái. Thì nhớ là cái A lấy chồng á mà tham gia liên kết á, anh góp vô á là con phải biết giữa vùng không gian giữa A CL. Ok chưa? Anh thì là anh cũng bỏ ra. Cô tô màu lên nha. Anh cũng bỏ ra 1. Anh còn giữ lại mấy? 6. Đồng ý chưa? Ok. Khi đó con coi này, xung quanh CL đầu tiên nó mấy ai lấy chồng? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xung quanh anh sẽ có 8 A. Vậy anh bèn mới có hình 8 chưa? Cứ bèn mới có hình 8 mà xung quanh có 8 A là được. Ok. Chúng ta đã làm CL bên đây. Anh bèn biết 8 luôn. Đồng ý chưa? Thế là thắc mắc gì không? Không thắc mắc gì đúng không? Bà. Rồi, hả? Thiếu 3 thì góp 3. Thiếu 2 thì góp 2. Thiếu 1, 3, tổng cộng 7, ví dụ như là 6. Ừ, đúng rồi. Tan, 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 tan. Chiều 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi tương tự là câu 2 cô xem nè. Nhắc đi nhắc lại nghe. Nguyên tử phi kim, nguyên tử phi kim thiếu bao nhiêu A ở lớp ngoài cùng? Lớp ngoài cùng nó thiếu bao nhiêu A để đạt được cấu hình bền như góc tét? Quy tắc tét thì nó sẽ góp bấy nhiêu A? Chúng ta xét cái phân tử CL2 đầu tiên thì mình biết CL là có mấy A lớp ngoài cùng? 7. Nó còn theo quy tắc tét là còn thiếu một ế trong để đạt được cấu hình bền giống khí khí hiếm. Vậy thì khi tham gia liên kết để tạo thành phân tử CL2 thì mỗi CL nó sẽ góp 1 A. Yeah. Và A lấy trong góp vào á là chúng ta sẽ làm gì? A trong góp vào chúng ta sẽ làm gì? Vẽ ở vùng không gian giữa hai nguyên tử CL, được chưa? Rồi phân tử CL2 nè, mỗi nguyên tử CL có 7 A lấy trong hóa trị, được chưa? Do đó để đạt được cấu hình bền, để đạt được cấu hình bền ghi vô con. Do đó để đạt được cấu hình electron bền vững, bền vững giống hiếm. Đây là theo quy tắc gì? Octet. Đồng ý chưa? Thì mỗi nguyên tử CL trong phân tử CL2 phải góp mấy A? Góp 1 A. Phải góp 1 A. Để tạo thành gì? Một cặp electron nhiều giống. Ok chưa? Yeah. Đúng chưa? Nhớ ai?
Bé bố ạ. Nhớ bà ai vô nghe. Mỗi CL có 7 electron dùng chung. Mỗi CL có 7 electron dùng chung. Cho nên mỗi anh chàng sẽ góp 1A. Anh chàng CL đầu tiên góp 1A. Cho anh chàng đi màu xanh luôn đi. Nó cùng màu. Anh góp 1A còn lại mấy A? Còn 6A. Nhớ là những cái A nào mà không góp ra là mình viết ở bên ngoài khoảng không gian giữa hai CL nha. Được chưa? Nhớ là hai nguyên tử CL nếu giống nhau hay khác nhau? Nếu giống nhau hay khác nhau? Hắn giống nhau. Cho nên cái cặp electron dùng chung là không phải gì? Nằm giữa hai nguyên tử CL. Ok chưa Nam ơi? Nam làm cái CO2 cho cô chưa? Nam làm cái O2 cho cô chưa? O2, O2. Vì đó quanh mỗi nguyên tử CL đi nó sẽ có mấy A? Mỗi nguyên tử CL nó sẽ có 8 A. Ơi. Quanh mỗi nguyên tử CL nó sẽ có O2, N2. Dạ. Yeah. Bây giờ phân tử O2 thì đang. Ừ. Nó thiếu ai? Thiếu ai gì ta? Là nó sẽ mỗi thằng sẽ góp 2 A. Vậy còn mấy A chưa tham gia liên kết? 4. Đúng không? Đúng không? Ừ. Phân tử O2 rồi. Nguyên tử O2 O, nguyên tử oxygen có mấy A? Có 6 A hóa trị đúng không? Do đó để tạo thành gì? Phân tử CL2 thì là phân tử O2 chứ thì ra. Thì mỗi nguyên tử O phải góp mấy A? Ừ đúng rồi, góp 2 A rồi ăn nữa. Tạo thành gì? Hai cặp A trong dụng chung. Tạo thành hai cặp electron dùng chung đúng không? Ok. Rồi. Vẽ 2 CL ra, vẽ chưa? À, vẽ 2 O ra chưa? Rồi. Góp chung 2 A thì chấm 2 cái A to đục đùng vô giữa 2 cái O đi. Bé chấm rồi đúng không? Nam cô chưa thấy chấm nha. Chấm hai cái. Thằng ô bỏ ra hai cái. Thằng bên kia phải bỏ ra mấy cái? Ấy. Thằng ô đầu tiên bỏ ra hai cái, thằng ô xong phải bỏ ra mấy cái? Hai cái luôn. Ừ, bốn cái giữa, cứ hai cái đối xứng nhau. Đúng rồi. Duyệt. Thì mỗi thằng còn dư là mấy A? 4. 4 cái A đó là đừng có viết vào vùng không gian giữa hai cái ô nha.
mà vẽ răng cho nó đều đối xứng đẹp nha. Cứ hai ai đi cặp một cặp với nhau hả? Dạ. Ủa chứ không vẽ đẹp chẳng lẽ con đi vẽ xấu? Mình thấy đẹp thì được. Ôi cho mình thấy đẹp thì được á. Đó, thấy đẹp không? Đúng rồi, nhưng mà nghệ thuật được nhiều người thừa nhận là nghệ thuật rất là đẹp. Nhưng mà đôi lúc mà họ vẽ đẹp nhưng mà phải mấy trăm năm sau họ mới nhận ra cái vẻ đẹp ở dưới nữa. Trời ơi, lúc đó thì người đời lúc đó thừa nhận con thấy lúc đó con ngoẻo đường đồng. Mỗi ai lấy chồng nó sẽ có mấy, mỗi ô xì gan nó sẽ có mấy ai lấy chồng xung quanh á. Tốt. Thấy đúng 8 chưa? Nhớ nè, đây là công thức ai lấy chồng nha. Đây là công thức ai lấy chồng mấy đứa hỉ. Còn phân tử O2 thì đăng. À, phân tử N2 thì đăng. Đúng rồi đó. Phân tử N2 là sao? Mỗi nguyên tử nitrogen có mấy trong hóa trị? 5 ai hóa trị đúng không? Đúng nam. Chắc rưỡi rồi chứ. Do đó để tạo thành phân tử N2 thì mỗi nguyên tử nitrogen được góp mấy ai? Góp chung 3, đúng rồi. Tạo thành gì? Tạo thành 3 cặp electron dùng chung. Khi đó mỗi nguyên tử nitrogen trong phân tử N2 đều đạt được cấu hình bền như kiếm. Giống cái hiếm nào đó ta? Nè không? Giống với cái hiếm gần nó nhất. Ok chưa? Yeah. Biết hiện vẽ chưa? Vẽ rồi thì vẽ oxygen cho cô coi mà. À, vẽ N2, vẽ H2 cô xem mà. Ấy. Ý lần xô. Ý thằng nôm là xô. Vẽ H2. Mỗi nitrogen góp chung 3 lít trong vậy nó sẽ còn thừa hai một cặp ấy trong chưa tham gia liên kết. Thôi vẽ bên này cho nó đẹp. Hát thì bền có hai với hai ai chứ mấy. Hát lẫn bền với hai ai giống hay đi mà. Hả? Ừ, hát nhà nghèo mà. Hát. Rồi yêu cầu là khi mà viết xong là phải khoanh cái số e xung quanh của nguyên mẫu nguyên tử để chứng minh nó bền với 8 e nữa đó nghe. Khoanh nhúng vô khoanh trên bảng rồi chưa? Hả? Đó khoanh như kia kìa. Khoanh đúng thôi, đúng là được.
Mà chẳng lẽ thằng Nam không khoanh được cho đẹp à? Ông lắm chửi quá ông ơi. Mắc nghề thuộc. Như vậy là nitrogen là có liên kết gì đó? Liên kết 3. Rồi, hydrogen đi. Phân tử hydrogen nè. Nitrogen mà. Nitrogen mà. Ừ. Phân tử hydrogen ra. Mỗi nguyên tử hydrogen sẽ gì? Góp mấy A? Góp chung một A để hình thành một cặp electron dùng chung. Để hình thành một cặp electron dùng chung. Do đó trong phân tử, trong phân tử H2 thì mỗi nguyên tử H bền với mấy A? Bền với 2A. Đúng không? Giống ai? Ờ đúng rồi, giống cái yếm hay đi. Rồi, và hydro có còn cặp ấy trong chưa tham gia liên kết không? Heli là khí trơ mà còn. Vì hắn chỉ có một lớp electron mà một electron là chứa mấy A? Có 2 A với mấy, chứa tối đa có 2 A với mấy. Cho nên 2 A là nó đầy rồi. Hả? Vậy dù hỏi thằng hắn còn gặp electron môi chưa tham gia liên kết không? Hả? Thế rồi. Còn môi nữa. Anh có một A electron chứ mấy mà anh đem bỏ ra anh liên kết hết trơn rồi, anh còn mua nữa, anh hát là anh không còn nữa. Vậy và nhớ là cái cặp ấy lấy chồng chung đi, nó không lệch về ai đâu nghe. Ừ, anh là trọng tài mà, anh công bằng đây, trọng tài công bằng cho nên đứng ở giữa, nhớ khoanh cái vòng tròn vào nha. Không khoanh là mất điểm rồi. Giờ cô đề nghị trước khi mà sang các phân tử hợp chất thì cô sẽ nói cái phần tiếp theo. Mấy đứa nhìn vô trong sách trang 56 thấy chưa? Nhiều mô trang 56 thấy chưa? Cái công thức mà nãy giờ chúng ta biết là công thức gì? Công thức ai đấy chồng? Ngoài ra nó còn công thức gì nữa? Lewis và công thức cấu tạo. Thì con thấy công thức Lewis với công thức cấu tạo nó khác chỗ nào? Con biết không? Cái công thức Lewis là cái cặp ai đấy chồng dùng chung, nó sẽ được biểu diễn bằng gạch nối. Công thức Lewis á, cặp ai đấy chồng dùng chung sẽ được biểu diễn bằng gạch nối, và cứ hai electron, cứ một cặp á là thành một gạch. Hai cặp là hai gạch, hai cặp là hai gạch, ba cặp là ba gạch. Ok chưa? Còn cái công thức cấu tạo là đang nó bỏ luôn cái những cái electron không tham gia liên kết luôn. Những electron nào không tham gia liên kết thì nó bỏ luôn. Đồng ý chưa? Cho nên mình viết cho cô xem mà. Chứ cô lề quyết là có liên kết. CL2 là có Lewis là cái gì đây? Y chang đi luôn đúng không? Bỏ cái hai gạch nó thành một gạch. Bỏ hai cái chấm giữa này thành gì? Thành một gạch ngang. Bỏ này là thành một cái gạch ngang. Mấy gạch là mấy gạch? Cái đó mình tính sao? Nhớ ra, cứ một cặp là thay bằng một cặp. Đây là công thức Lewis. Còn công thức cấu tạo ra
bỏ luôn các ai lấy chồng, không liên quan luôn. Tương tự ô 2 đây, ô tô copy luôn, có hai cặp ai lấy trong góp chung thì hai cặp này mình bỏ và mình thay bằng hai gạch nối. Đó. Còn công thức cấu tạo thì đây là công thức Lewis. Còn công thức cấu tạo thì chỉ có bỏ hết luôn cái ai không liên quan, cái ai không tham gia liên kết luôn. Phân tử N2 tương tự luôn. Từ công thức cấu tạo mình viết ra công thức Lewis. Ba cái cặp electron dùng ba cái cặp electron góp chung đi là mình bỏ hết. Thay bằng ba gạch nối. Tức là trong phân tử N2 là nó có nối 3. Trong cái đơn chất N2 nó có nối 3 cho nên sau này chúng ta học lớp 11 á là chúng ta học lớp 11 á là cái phân tử N2 đây là ở điều kiện nhiệt độ thường là nó trơ. Mặc dù độ ẩm điện của nó là bằng với Cl đó. Nhưng mà ở nhiệt độ thường Cl2 nó hoạt động hoặc mạnh hơn. N2 á nó có nối 3. Nó có nối 3 cho nên sau này là cái liên kết trong cái hai nguyên tử N nên khó phá vỡ lắm. Cho nên nó tương đối trơ về mặt hóa học ở nhiệt độ thường nha. Mới chưa? Đúng rồi, nhiệt độ cao khi đó cái nhiệt độ cao nó sẽ phá vỡ liền cái này. Nó sẽ phá vỡ liền cái này cho nên thành ra là khi đó là nitơ trở nên hoạt động hóa học hơn, mạnh hơn. Ví dụ như là N2 con biết không? Trong không khí là có N2 đúng không? Nhưng mà khi nào có sấm sét là N2 nó mới kết hợp được cái O2 để ra cái NO. Sau đó NO chuyển hóa dần dần cuối cùng thành NO3 trừ. Đây là nguồn cung cấp phân đạm tự nhiên cho cây trồng. Cho nên mới có cái câu cây dao là lúa chim lấp láo đầu bờ hãy nghe sấm dậy phất cờ mà lên đó. Đó. Nó khai thì dễ rồi. Công thức Lewis với công thức cấu tạo tương giống nhau. Bởi vì sao? Bởi vì nó đâu còn khi nó bỏ cái thay cái electron góp chung bằng gạch nối á, thì nó lại không còn cặp electron mà chưa tham gia liên kết nữa. Cho nên là khi đó công thức Lewis với lại công thức cấu tạo nó trùng nhau. Mình biết là liên kết cộng hóa trị là do có cặp electron nhìn chung đúng không? Do sự góp chung giữa electron của hai nguyên tử trong phân tử đúng không? Và cái cặp electron nhìn chung nữa, cái liên kết cộng hóa trị là liên kết được hình thành do có cặp electron nhìn chung. Bây giờ cặp electron nhìn chung nó là do các nguyên tử bỏ ra hoặc là do một nguyên tử bỏ ra. Bây giờ nếu chỉ do một nguyên tử bỏ ra thì đó là liên kết cho nhận hay còn gọi liên kết phối. Vị trí xong chưa? Bây giờ cái dấu hiệu của nó là sao? Cái dấu hiệu nhận biết là sao? Là nếu hóa trị lớn hơn số ai lấy chồng cần góp chung. Ok chưa? Thì là sẽ có liên kết cho nhận. Và liên kết cho nhận nó gặp ở đâu? Liên kết cho nhận gặp ở đâu? Gặp ở nguyên tố nitơ.
Nitrogen là nguyên tố sinh phơn, nguyên tố phốt pho, nguyên tố CL, nguyên tố BR. Mà BR mình ít gặp nên cô không nói. Bây giờ các nguyên tố nhóm 5 và nhóm 6, nhóm 7 đó, nói chung đại loại lớn gặp ở nguyên tố nhóm 5A, 6A và 7A. Bây giờ coi nè, xét nguyên tố đầu tiên. Thằng nhỏ kia, ra, nói luôn ngay. Ở chết đầu tiên. Nó 3 bây giờ nè, cô hỏi nè. Nó có chứa những nguyên tố mà cô đã đề cập trên đề không? Có nguyên tố nào? N. Mà theo quy tắc đó thì mình đã học năm cấp 2. Bây giờ sách cũ từ con là lớp 8. Mà sách mới bây giờ là lớp 7. Bây giờ theo sách cũ á là hóa trị của N là mấy? Là bằng 3. Mà khi tham gia liên kết cộng hóa trị là nitơ cần góp mấy? 3. Khi tham gia liên kết cộng hóa trị thì N cần góp 3. Không bằng nhau chưa? Vậy là hóa trị nó đâu có lớn hơn số 2 nó trong gần góp chung đó. Trong nữa 3 nitơ nó hóa trị mấy? Nitrogen nó hóa trị mấy? Vậy suy ra là trong nữa 3 có liên kết phối trí không? Không có. Ok chưa? Bây giờ tiếp tục chất thứ hai. Nam, chất thứ hai con. Chất thứ hai là chất gì? Bê hào ba. Dạ. Bê hào ba. Bê hào ba nói con nghe nè. Hóa trị của B là mấy? Ba. Ba mà. Vì O là hóa trị mấy? Oxygen là hóa trị 2. Theo quy tắc hóa trị là 2 x 3 là 6 chia 2, hóa trị phosphorus sẽ là 3. Mà khi tham gia liên kết, cộng hóa trị phosphor phải góp chung mấy? 3 luôn. Vậy suy ra là trong NH3, trong BH3 chứ thì có liên kết cộng hóa trị không? À, có liên kết cho nhận không? Không có liên kết cho mặt nhận. Tiếp tục. Chất tiếp theo. Nam. Để hao nam. Rồi. Là hóa trị của N là 5. Mà khi tham gia liên kết cộng hóa trị thì B cần góp. Thì N cần góp chứ. Góp 3. Vậy hóa trị có lớn hơn số 2 góp không? Đó, cho nên là trong N2O5 có liên. Trong N5 có liên kết cho nhận. Tương tự nào. S2 có không? Có. Vì đang S hóa trị 4. Đây là cách để mình nhìn nhanh đấy nghe. Nó có hóa trị 4 mà trong kia nó chỉ góp 2 thôi. Tứ tờ này chất thứ hai chất gì? H2O có không? Có chứa liên kết con nó đâu có nguyên tố mà cô đề cập đâu. Không. Tiếp tục. H2S có không? Hay nói trị 2 góp 2A. Đừng có không? Không. Chất tiếp theo. CO2 có không? C hóa trị mấy? 4. Mà nó cần góp mấy? Góp 4. Nó ở nhóm 4A thì thiếu 4A, góp 4A chứ. Thiếu 4 đủ 8 à. Vậy có không? Không. Tiếp tục SO2, SO3. Có không con? SO thì mấy đây? 6. Góp mấy A? Góp 2A. Vậy nó có không? Có. Hóa trị lớn hơn số A góp mà. Hóa trị 6. Trong khi số A góp thì chỉ có 2 thôi. Không có. Hả? Không có. Thế thôi thì mấy? Mà góp chỉ mấy A thôi. Thì nó trị lớn hơn cái A góp thì phải có liên kết cộng hóa trị chứ. Tiếp tục chứ nào nữa?
Ấy, sao? CL2O. Có không con? CL hóa trị 1 mà nó góp 1 cho nên nó không có. Đúng rồi. Ờ, CL2O5 có. Và CL2O3 chưa. Đi tiếp. Số liên kết cộng hóa trị bằng. Ok. Số liên kết cộng hóa trị bằng nè. Bằng. Bằng chưa? Bằng chưa? Bằng nè, mở ngoặc ra. À, số liên kết cho nhận chứ trời ơi, tự nhiên hóa trị gì? Số liên kết cho nhận bằng nè. Bằng hóa trị trừ số A cần góp. Hóa trị trừ số A cần góp rồi đang chia 2. Ok. Bây giờ tính luôn à? Bây giờ tính luôn. Ừ đúng rồi. Bây giờ trong cái nhà hao 5 có mấy liên kết cho nhận? Trong nhà hao 5 có mấy liên kết cho nhận? Mỗi nitơ có mấy liên kết cho nhận? Hóa trị là mấy? 5 trừ số A góp là mấy? Trừ 3 đem tất cả chia mấy? Bằng mấy? Ừ, bằng 1. Như vậy mỗi nitơ nó sẽ có một liên kết cho nhận. Một nitrogen, một N. Ok chưa? SO2 thì đang hóa trị mấy? 4 góp mấy A? Tất cả chia 2 là mấy? 1. Như vậy là sẽ có một liên kết cho nhận. Tương tự SO3 nè. Hóa trị mấy? Hóa trị 6. Mấy A góp? 2. Tất cả chia 6 trừ 2 chia 2 mà có 15 cuốn vậy. 6 trừ 2 rồi tất cả chia 2 là? Ừ là 2. Như vậy mỗi S có 2 liên kết cho nhận. Tí nữa là lấy 4 rồi. Cái cho nhận. 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 Cái cho nhận.